copy機が故障した場合どうすればいい trong trường hợp máy copy bị hỏng thì làm thế nào 電気屋に連絡したらいいです bạn liên lạc với cửa hàng đồ điện thì được copy機が故障した場合どうすればいい trong trường hợp máy copy bị hỏng thì làm thế nào 山田さんに修理してもらいます anh Yamada sẽ sửa giúp cho trong trường hợp xin nghỉ ở công ty thì làm thế nào trường hợp xin nghỉ thì nhất định hãy liên lạc đến công ty trước một ngày trong trường hợp xin nghỉ ở công ty thì làm thế nào xin hãy liên lạc với trưởng phòng。 trong trường hợp không đến kịp giờ cuộc họp thì hãy liên lạc nhé vâng tôi nhất định sẽ liên lạc trong trường hợp không đến kịp giờ cuộc họp thì hãy liên lạc nhé hay vâng tôi biết rồi 使い方がわからない場合は誰に聞いたらいい tr ng, かかりに聞いてください。先輩に教えてもらってください。家事の場合どうしたらいい Trong trường hợp bị hỏa hoạn thì nên làm thế nào? Hãy lập tức liên hệ đến số 119. Trong trường hợp bị hỏa hoạn thì nên làm thế nào? Hãy chạy trốn đến chỗ an toàn. 自転車で会社に来て. Bạn hãy đến công ty bằng xe đạp đi.

Trường hợp tình trạng máy móc xấu thì nên làm gì? Trong trường hợp đó, hãy điện thoại đến người ở cửa hàng. Trường hợp tình trạng máy móc xấu thì nên làm gì? Hãy thử tự mình sửa chữa. Trường hợp mà lạnh, thì tôi điều chỉnh máy lạnh có được không? Eh, i desyo. Vâng, được ạ. 30 bài vợ, aircon o ý. Trường hợp mà lạnh, thì tôi điều chỉnh máy lạnh có được không? Hai, dōzo. Vâng, xin mời tự nhiên ạ. Kō wa atsui ne. Hôm nay trời nóng nhỉ? Sō desu ne, mada 10月なのにまだ暑いです. Đúng vậy. Đã là tháng 10 rồi, mà trời vẫn còn nóng. ]今日は暑いね. Hôm nay trời nóng nhỉ? Dù đã là mùa đông rồi, mà trời vẫn nóng thì lạ thật. どうしたの? Bạn bị sao vậy? Dù đã hẹn là một giờ rồi, thế mà khách hàng vẫn chưa đến. どうしたの? Bạn bị sao vậy? Dù đã 9 giờ rồi mà cửa công ty vẫn chưa mở. Anh Suzuki đã đến chưa? Chưa. Anh ấy đã nói là sắp đến rồi nhưng vẫn chưa đến. Anh Suzuki đã đến chưa? Tôi đợi 2 tiếng rồi, nhưng vẫn chưa đến. Bạn có thể đi một mình từ chỗ này đến nhà ga không? Không. Dù đã được chỉ cho, nhưng tôi đã quên mất rồi. Bạn có thể đi một mình từ chỗ này đến nhà ga không? Không, dù tôi đã xem bản đồ rồi, nhưng tôi không nhớ rõ. Bạn bị làm sao vậy? Dù hôm nay trời rất nóng, nhưng mà điều hòa lại hỏng mất rồi. Bạn bị làm sao vậy? Trời tối rồi, nhưng con gái tôi vẫn chưa về. Yamada-san hát hay Anh Yamada hát hay nhỉ? Đúng vậy nhỉ? Dù anh ấy hát hay, nhưng lại ghét hát karaoke. Yamada-san hát hay nhỉ? Anh Yamada hát hay nhỉ? Ê, hát hay Hát Hát vâng anh ấy hát hay nhưng lại không hay hát lắm khi mà bạn lo lắng về điều gì đó thì hãy liên lạc với tôi nhé vâng tôi biết rồi khi mà bạn lo lắng về điều gì đó thì hãy liên lạc với tôi nhé vâng tôi sẽ làm như vậy